Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mặc thời tiết nắng nóng, hàng trăm tình nguyện viên tại Bình Định đã ra quân tiếp sức mùa thi với nhiều việc làm thiết thực ý nghĩa. Chia sẻ của khán giả Bùi Sinh có số điện thoại 0979 3 số cuối 056. Hành động đáng lên án của một bà mẹ trừng phạt con vì tội trộm tiền bằng cách trói và đánh ngay giữa đường. Sự việc diễn ra vào chiều ngày 28 tháng 6 tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và được một khán giả tình cờ ghi lại. Sau khi sa đủ mặt bằng, 10 năm qua con đường liên xã ở xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình vẫn chưa được thi công, để mặt đường trong tình trạng xuống cấp mấp mô. Phản ánh của khán giả Bùi Thanh Tâm có số điện thoại 0977 3 số cuối 660. Hàng loạt quầy bánh gai lấn chiếm vỉa hè tràn ra sát mép đường khiến hành lang an toàn giao thông trên đường Điện Biên thuộc địa bàn xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định bị phá vỡ. Phản ánh của khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912 3 số cuối 950. Cuộc sống của người dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên bị đảo lộn do ảnh hưởng từ các nhà máy gạch đóng trên địa bàn. Phản ánh của khán giả Trần Văn Sáu từ số điện thoại 0979 3 số cuối 937. Do việc vận chuyển rác qua con đường đất vào nhà máy xử lý rác gặp nhiều khó khăn, nhiều người đã mang rác ra ngã ba dốc Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tập kết, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội từ số điện thoại 0914 3 số cuối 904. Hơn 2.000 thiếu nhi cả nước hào hứng tham dự Festival Nhà Thiếu Nhi Toàn Quốc được khai mạc vào tối ngày 28 tháng 6 vừa qua tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chia sẻ của khán giả Trần Nghi từ số điện thoại 0984 3 số cuối 914. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, năm nay kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 7. Như thường lệ, để hỗ trợ tiếp xúc sức cho gia đình và các thí sinh đi dự thi, thì sáng ngày 28 tháng 6, hàng trăm sinh viên tình nguyện của các trường đại học cao đẳng trên nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định đã tổ chức ra quân tiếp sức mùa thi 2016. Sau đây là một số hình ảnh mà khán giả Bùi Sinh có số điện thoại 0979 3 số cuối 056 đã ghi nhận được và gửi tới chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng ngày 28 tháng 6, tại trường Đại học Quy Nhơn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh phối hợp với tỉnh đoàn Bình Định tổ chức lễ ra quân chương trình tiếp sức mùa thi năm 2016. Sau lễ ra quân, hàng trăm bạn đoàn viên, thanh niên tình nguyện là sinh viên các trường đại học, cao đẳng, các đẳng nghề và lực lượng vũ trang tỉnh tham gia tiếp sức mùa thi đã bắt tay vào hoạt động tại các điểm tiếp sức như khu vực cổng trường Đại học Quy Nhơn, Đại học Quang Trung, Cao đẳng Bình Định, bến xe khách trung tâm, ga Diêu Trì để hướng dẫn, tư vấn cho thí sinh cùng người nhà về nhà trọ, đường đi, địa điểm thi, quy chế tuyển sinh, giá cả sinh hoạt, phương tiện giao thông. Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng khuôn mặt của các bạn sinh viên tình nguyện lúc nào cũng niềm nở nụ cười. Đâu đó lại có những cánh tay với tờ báo, cuốn vở trên tay tạo nên những làn gió mát mỗi khi có thí sinh và người nhà đến nhờ tư vấn. Ví dụ như
Việc làm của các bạn tuy nhỏ nhưng đã phần nào tiếp thêm nghị lực cho các sĩ tử an tâm bước vào phòng thi. Khán giả Bùi Sinh còn cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại, các cấp bộ đoàn, hội và các bạn đoàn viên thanh niên tỉnh nguyện đã vận động được hơn 4.000 chỗ trọ giá rẻ, 500 chỗ trọ miễn phí, hơn 1.300 suất ăn miễn phí, 30.000 lít nước khoáng, áo, dù che nắng, sẵn sàng phục vụ cho chương trình, cũng như hỗ trợ cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn về tham dự kỳ thi tuyển sinh năm nay trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, mới đây chương trình Góc nhìn khán giả đã nhận được clip phản ánh từ một khán giả ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Clip ghi lại hình ảnh một người mẹ trừng phạt con vì tội trộm tiền bằng cách trói và đánh con giữa đường. Mặc đứa bé van xin, người mẹ vừa đánh vừa la mắng, còn người đi đường thì thờ ơ đứng nhìn. Những hình ảnh này được ghi lại vào khoảng 16 giờ chiều ngày 28 tháng 6 tại khu vực gần chân cầu Cái Bè. Một cháu bé khoảng 12-13 tuổi bị một người phụ nữ khoảng 50 tuổi dùng sợi dây dù vừa mắng chửi vừa đánh túi bụi. Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ này còn trói tay cháu bé vào song sắt của hàng rào trước sự bất bình của nhiều người. Được biết, do cháu bé bị bạn bè xấu xúi giục nên đã về ăn cắp tiền của gia đình và trốn đi chơi. Dù đã khuyên bảo, răn đe nhiều lần nhưng không được, ba mẹ này đã bất lực nên đành chọn cách đánh và trói con. Điều đáng nói, trong khoảng thời gian khá dài, rất nhiều người qua đường đứng lại xem, nhiều người buôn bán gần đó cũng đứng nhìn, nhưng không ai có thái độ can thiệp hay khuyên bảo người mẹ. Khán giả gửi clip đến chương trình cho rằng, với cách giáo dục con phản khoa học của người mẹ này, chỉ càng khiến đứa trẻ phát triển một cách cực đoan, chống đối hơn. Con đường liên xã ở xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình hiện đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Mặc dù đã từng được lên phương án nâng cấp, nhưng việc thi công lại dang dở, khiến người dân đi lại gặp nhiều khó khăn khổ sở. Trong khi đây lại là đường trục chính của cả xã, hàng ngày lưu lượng các phương tiện đi lại và học sinh đến trường rất đông. Đó là nội dung phản ánh mà khán giả Bùi Thanh Tâm có số điện thoại 0977 3 số cuối 660 đã cung cấp tới chương trình, kèm theo đoạn clip mà chị đã ghi lại được dưới đây. Đã 10 năm nay, người dân xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình vẫn phải đi trên con đường mấp mô, gập ghềnh, nối liền giữa xã Gia Trung, huyện Gia Vượng với thị trấn Me. Mặt đường chi chít đá dăm. Có đoạn xuất hiện những ổ trâu, ổ voi ở giữa đường. Sau cơn mưa, biến thành những vũng nước lớn, xung quanh nhảy nhụa bùn đất. Trước đây, con đường này đã được trải nhựa, nhưng sau khi san ủi lại mặt đường để chuẩn bị nâng cấp mở rộng, thì không hiểu sao vẫn để nguyên trạng như thế này. Suốt chừng mấy năm, tiến độ thi công không hề nhúc nhích. Nhất là cái đoạn đường như vậy là lên trại chứ. Ôi trời, bây giờ là ổ gà, ổ trâu nhiều lắm. Mà giờ đề nghị mãi nhưng mà không, chưa giải quyết. Nạn thì chưa xảy ra gì đâu, lớn đâu. Nhưng cái trẻ đi học thì ngã thì lấm này. Có khi bỏ cả cái buổi học phải về thay đồ. Khán giả Thanh Tâm phản ánh, hiện mặt đường đã được san rộng ra, nhưng do không được làm lại nên rất xấu. Phương tiện lưu thông của người dân địa phương chủ yếu vẫn là xe đạp. Khi đi trên con đường liên xã, thường bị loạng choạng tay lái do mặt đường lởm chởm đá dăm. Không những thế, những ổ trâu, ổ voi án ngữ giữa đường cũng là những chướng ngại vật đầy nguy hiểm, đe dọa gây tai nạn cho người dân, nhất là các em học sinh, tay lái còn chưa vững. Gửi clip phản ánh tới cho chương trình, khán giả Bùi Thanh Tâm rất mong chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng sẽ có câu trả lời cụ thể và hy vọng con đường này sớm có bộ mặt mới, khang trang, rộng đẹp.
Quốc lộ 21 cũ từ Nam Định đi Phủ Lý, đoạn từ cầu vượt thành phố Nam Định tới cầu ốc cũ, nay là đường Điện Biên kéo dài, có chiều dài hơn 1 km, thuộc địa bàn xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, là đường một chiều, được ngăn cách bằng những dải bê tông. Đường đã hẹp, nhưng vỉa hè phía Nam Định đi Phủ Lý hầu hết đã bị những gia đình ở đây lấn chiếm bày bán hàng hóa ra tận mép đường, khiến việc lưu thông rất mất an toàn. Một số hình ảnh phản ánh về thực trạng này đã được khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912 3 số cuối 950 ghi lại và gửi tới phản ánh cùng chương trình. Những hình ảnh mới được ghi lại tại đường Điện Biên thuộc địa bàn xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Vỉa hè gần như không thể nhìn thấy bởi những quầy hàng bán bánh gai đặc sản của đất thành Nam này đã thi nhau lấn hết. Đi qua đây chỉ thấy toàn là bánh gai, cái thì được xếp trên giá, cái thì treo lủng lẳng. Một điểm chung là đều được bày ở sát mép đường, những biển hiệu thậm chí còn chìa ra cả lòng đường. Nhiều xe khách chạy qua dừng lại mua đặc sản của địa phương về làm quà. Những lúc ấy, không chỉ vỉa hè mà cả lòng đường cũng bị lấn chiếm. Người đi bộ không còn lối đi, xe cộ bấm còi inh ỏi, cảnh tượng giao thông trở nên vô cùng lộn xộn, bát nháo. Tuyến đường này là rất hay xảy ra những tai nạn rất phức tạp, và vỉa hè lòng đường bà con bán hàng lấn chiếm rất là vướng mắc cho vấn đề đi lại, gây ra cản trở cho giao thông. Mặc dù đã đề bạt đến các cấp chính quyền quan tâm và giải quyết cho người dân chúng tôi được lưu thông và đi lại sinh hoạt có một cái vỉa hè để nó sạch sẽ, thì đến nay bao nhiêu lần các cấp đã xuống và đã dẹp, đồng thời là bà con rồi cuối cùng đâu cũng vẫn vào đó. Tiếp xúc với một số người dân ở đây, khán giả Minh Vũ được biết, từ khi cầu vượt Nam Định khánh thành thì tuyến đường này cũng được quy hoạch có vỉa hè rộng 3 mét. Tất cả hộ dân trong diện giải tỏa đã được đền bù, nhưng vỉa hè chưa được quy hoạch xây dựng theo dự án nên các hộ dân tranh thủ vỉa hè trước cửa nhà ai, người ấy lấn. Khán giả Minh Vũ thiết nghĩ một sự việc mắt thấy tồn tại ngày này qua ngày khác mà các cơ quan chức năng ở thành phố Nam Định không xử lý, cho thấy sự buông lỏng quản lý gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn. Gửi clip phản ánh tới cho chương trình, anh Vũ hy vọng lực lượng chức năng sẽ thường xuyên tuần tra và có biện pháp giải tỏa, xử lý các hộ dân vi phạm. Việc làm này ngoài đảm bảo an toàn giao thông còn giúp xóa bỏ những cảnh tượng nhếch nhác trước con mắt du khách khi bước chân vào cửa ngõ phía Tây của thành phố. Chuyển sang một phản ánh về môi trường, nhiều năm gần đây trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên xuất hiện rất nhiều nhà máy gạch tuner với công nghệ lạc hậu thủ công đã và đang là mối hiểm họa, tiềm ẩn gây tác động xấu tới môi trường, sức khỏe và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Theo khán giả Trần Văn Sáu từ số điện thoại 0979 3 số cuối 937 thì hàng ngày các lò gạch này vẫn đua nhau xả khói bụi, những đoàn xe quá khổ quá tải ngày đêm hoành hành đã phá hủy nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn. Và đây cũng chính là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm. Kể từ khi 4 nhà máy gạch Quy Nen, Sông Hồng 1, Sông Hồng 2, Hoàng Khuyên đi vào sản xuất, môi trường xung quanh địa bàn xã Đại Tập và những xã lân cận của huyện Khoái Châu luôn phải hứng chịu những ảnh hưởng xấu. Bụi bặm cũng như khí than lò đốt luôn là nỗi ám ảnh của người dân, nhất là những ngày trời gió. Cũng vì thế mà hoa màu của người dân bị ảnh hưởng, năng suất giảm mạnh. Bên cạnh đó, việc vận chuyển đất, cát, than cũng như hàng thành phẩm xuất bán đã tàn phá toàn bộ tỉnh lộ 205, 209 và những tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn và vùng lân cận. Các xe chở đất của công ty thay phiên nhau hoạt động không ngừng, nhất là vào lúc đêm khuya, khi ít phương tiện tham gia giao thông. Không những thế, các lái xe thoải mái đua trên đường,
và thỏa sức rọi đèn, bấm còi inh ỏi, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Gửi phản ánh đến cho chương trình, khán giả Trần Văn Sáu cũng như người dân nơi đây rất mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm vào cuộc, ngăn chặn các hoạt động trái phép trên, trả lại cuộc sống bình yên, an toàn cho nhân dân nơi đây. Thưa quý vị, để có cái nhìn hai chiều về vấn đề này, chương trình Góc nhìn khán giả sẽ liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã Đại Tập và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Thông tin chi tiết mời quý vị theo dõi trong các bản tin tiếp theo. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội từ số điện thoại 0914 3 số cuối 904. Anh Hội cho biết, để giải quyết vấn đề rác thải cho các xã Cánh Tây của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã đầu tư xây dựng một nhà máy xử lý rác thải tại dốc Cam An Nam của huyện này. Tuy nhiên, do việc vận chuyển rác qua con đường dẫn vào nhà máy gặp nhiều khó khăn, nên một số xe chở rác và người dân địa phương đã đổ và vứt rác bừa bãi ngay tại ngã ba đường. Tình trạng trên kéo dài khiến đoạn đường dốc này thành một bãi rác lộ thiên bốc mùi hôi thối từ nhiều năm nay. Do con đường đất vào nhà máy xử lý rác của huyện Cam Lâm quá xa, nên nhiều người dân cũng như công nhân vệ sinh môi trường đã tập kết rác bừa bãi tại đoạn gần ngã ba dốc Cam An Nam. Do không được xử lý, rác lại tồn đọng lâu ngày nên tại đây luôn bốc mùi xú uế, khiến ai đi qua cũng phải bịt mũi, nín thở. Dù địa phương đã cho lắp đặt nhiều tấm biển tuyên truyền kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường, nhưng dường như chúng đều trở nên mất tác dụng. Theo phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội, thì điểm tập kết rác thải tự phát này đã xuất hiện từ cách đây nhiều năm. Do lưu cữu lâu ngày, đống rác hiện đã khá lớn, bốc mùi xú uế nồng nặc, gây mất mỹ quan đô thị, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và việc đi lại của người dân. Rất mong địa phương vào cuộc xử lý triệt để tình trạng trên, trả lại môi trường sống trong lành cho người dân. Vào tối ngày 28 tháng 6, tại quảng trường mùng 2 tháng 4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra lễ khai mạc Festival Nhà Thiếu Nhi Toàn Quốc lần thứ 6 với chủ đề Mặt Trời Quê Hương, Chào Bạn Bốn Phương. Festival lần này hội tụ hơn 2.000 thiếu nhi đang học tập sinh hoạt tại 59 cung Nhà Thiếu Nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi trong cả nước tham gia. Ngoài ra, đông đảo người dân địa phương, du khách trong và ngoài nước cũng đã đến tham dự. Một số hình ảnh tại hoạt động ý nghĩa này đã được khán giả Trần Nghi từ số điện thoại 0984 3 số cuối 914 chia sẻ cùng chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Lễ khai mạc festival năm nay được xây dựng thành một chương trình xuyên suốt, liên tục, mang đậm chất carnival sôi động, màu sắc, khắc họa nên bức tranh sinh động đầy màu sắc của các em nhỏ khắp mọi miền Tổ quốc cùng hội tụ về thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa. Festival Nhà Thiếu Nhi Toàn Quốc lần thứ 6 năm 2016 diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến mùng 1 tháng 7 năm 2016, gồm nhiều hoạt động được tổ chức như lễ diễu hành tại quảng trường mùng 2 tháng 4, các hội thi biểu diễn nghệ thuật, hội họa, thể thao, chỉ huy đội giỏi, hùng biện bằng tiếng Anh, triển lãm tranh, lập kỷ lục số lượng thiếu nhi nhảy dân vũ, yoga cười đông nhất, biểu diễn nghệ thuật phục vụ thiếu nhi các huyện thị, thành phố trong tỉnh. Khán giả Trật Nghi cũng cho biết, cũng nằm trong chuỗi hoạt động này, vào sáng ngày 29 tháng 6, tại bãi biển Nha Trang, triển lãm tranh thiếu nhi đã được khai mạc. Triển lãm giới thiệu và trưng bày hơn 125 tranh vẽ của thiếu nhi từ 59 cung Nhà Thiếu Nhi, trung tâm hoạt động thiếu nhi tham gia festival với chủ đề về quê hương, địa phương của các em trên mọi miền đất nước. Các bức tranh phản ánh các chủ đề về quê hương đất nước, tình cảm yêu mến của thiếu nhi đối với Bác Hồ, với ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, mái trường, bạn bè.
phản ánh sinh động cuộc sống hàng ngày, sinh hoạt tập thể, học tập và vui chơi của thiếu nhi, bảo vệ môi trường, những mong ước tương lai của các em vì một ngày mai tươi đẹp. Thông qua những bức vẽ, người xem có thể nhận thấy đây không chỉ đơn giản là việc vẽ nên một bức tranh, mà các em thiếu nhi còn thể hiện tình yêu và sự tìm hiểu của mình về đất nước, đồng thời nhấn mạnh đây sẽ là thông điệp gửi tới mọi người về tình yêu, tình bạn, tình yêu hòa bình trong triển lãm, cũng như nhiều bức tranh vẽ về chủ đề biển, đảo. Điều đó cho thấy thiếu nhi Việt Nam cũng rất quan tâm tới những vấn đề thời sự của đất nước, đặc biệt là yêu quý biển đảo Việt Nam. Được biết, những bức tranh tham gia triển lãm sẽ được bán đấu giá toàn bộ, kinh phí thu được cũng như sự góp sức cũng được coi là sự góp sức mình của các em thiếu nhi toàn quốc cùng ban tổ chức festival sẽ gửi tặng đến nhà thiếu nhi Điện Biên sau sự cố nhà thiếu nhi Điện Biên bị cháy. Còn bây giờ ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát sóng trong ngày hôm nay. Để hỗ trợ tiếp sức cho gia đình và các thí sinh đi dự thi, sáng ngày 28 tháng 6 năm 2016, hàng trăm sinh viên tình nguyện của các trường đại học, cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định đã tổ chức ra quân tiếp sức mùa thi 2016. Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng các bạn sinh viên tình nguyện vẫn rất nhiệt tình hướng dẫn, tư vấn cho thí sinh cùng người nhà về nhà trọ, đường đi, địa điểm thi, quy chế tuyển sinh, giá cả sinh hoạt, phương tiện giao thông. Chia sẻ của khán giả Bùi Sinh có số điện thoại 0979 3 số cuối 056. Một người mẹ trừng phạt con vì tội trộm tiền bằng cách trói con giữa đường và đánh. Sự việc diễn ra vào chiều ngày 28 tháng 6 tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Nhiều người cho rằng với cách giáo dục con phản khoa học như trên của người mẹ đã khiến cho đứa trẻ phát triển một cách cực đoan, chống đối hơn. Phản ánh của khán giả ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hiện nay, con đường liên xã ở xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng. Mặc dù đã từng được lên phương án nâng cấp, nhưng việc thi công lại dang dở, khiến người dân đi lại gặp nhiều khó khăn, khổ sở. Trong khi, đây lại là đường trục chính của cả xã, hàng ngày lưu lượng các phương tiện đi lại và học sinh đến trường rất đông. Phản ánh của khán giả Bùi Thanh Tâm có số điện thoại 0977, 3 số cuối 660. Đường Điện Biên kéo dài, có chiều dài hơn 1 km, thuộc địa bàn xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, vốn đã hẹp, nhưng hầu hết đã bị những gia đình ở đây lấn chiếm bày bán hàng hóa ra tận mép đường, khiến việc lưu thông ở đây rất lộn xộn và mất an toàn, đặc biệt là khi các xe khách dừng lại để mua bánh gai. Phản ánh của khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912, 3 số cuối 950. Nhiều năm gần đây, trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên xuất hiện hàng loạt các lò gạch tuy nen với công nghệ lạc hậu, thủ công đã và đang là mối hiểm họa, tiềm ẩn gây tác động xấu tới môi trường, sức khỏe và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Trước tình trạng trên, người dân đã nhiều lần phản ánh, nhưng đến nay, các nhà máy gạch này vẫn chưa có biện pháp để xử lý tình trạng trên. Phản ánh của khán giả Trần Văn Sáu từ số điện thoại 0979, 3 số cuối 937. Để giải quyết vấn đề rác thải cho các xã Cánh Tây của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã đầu tư xây dựng một nhà máy xử lý rác thải tại dốc Cam An Nam của huyện này. Tuy nhiên, do việc vận chuyển rác qua con đường đất vào nhà máy gặp nhiều khó khăn, nên một số xe chở rác và người dân địa phương đã đổ và vứt rác bừa bãi ngay tại ngã ba đường, gây nên tình trạng ô nhiễm. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội từ số điện thoại 0914, 3 số cuối 904. Vào tối ngày 28 tháng 6, tại quảng trường 2 tháng 4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hơn 2.000 thiếu nhi đến từ các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi trong cả nước đã tham gia lễ khai mạc Festival Nhà thiếu nhi toàn quốc lần thứ 6 với chủ đề Mặt trời quê hương, chào bạn bốn phương. Đây là hoạt động được tổ chức 5 năm một lần nhằm trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động, bồi dưỡng và phát triển năng khiếu cho thiếu nhi. Chia sẻ của khán giả Trần Nghi có số điện thoại 0984. 3 số cuối 914. Thưa
quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua. Từ nay, tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị. Đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HDV1 do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ. Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình chủ nhật. Từ đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!